Ok, đầu tiên chúng ta xem tài liệu dưới trước nhé. Câu số 1, Hangu Go. Ok. Đó là một cái quy tắc phát âm cách đọc từ vựng tiếng Hàn. Chúng ta xem cùng nhé. Đầu tiên các bạn ơi, cái từ phát chim là gì nhỉ? Phát chim là phụ âm cuối đúng không? Vậy cả cái phụ âm này là gì nhỉ? Là phụ âm O đúng không? Ok, bây giờ các bạn thử suy nghĩ lại. Khi chúng ta đã học bằng chữ cái tiếng Hàn, cái phụ âm O là gì nhỉ? Nó là âm cung đúng không? Âm cung là gì nhỉ? Mặc dù nó là phụ âm, nhưng mà một mình thì không thể nối phát âm được. Bắt buộc phải ghép với nguyên âm hay là cái khác thì có thể mới phát ra phát âm tiếng được đúng không? Thế nên các bạn xem trường hợp này nhé. Nếu một chữ có phụ âm cuối và chữ sau đó có chứa âm yên đứng đầu thì theo nguyên tắc nối âm, phát âm sẽ nối lên trên như thế này. Nó cái phát âm phụ âm cuối nó lên trên như thế này. Đó là nối âm đúng không? Ok, đó là một cái quy tắc phát âm cách đọc từ vựng tiếng Hàn đấy. Thế nên các bạn xem cái này nhé. Xem nào. Hàn Cụ Gọ. Thở viết to hơn nhé. Hàn Cụ Gọ. Cái trường hợp này nhé. Xem này. Ở đây. Chữ trước có phụ âm cuối rồi, với cả chữ đằng sau có âm cung như thế này đúng không? Thế nên trong trường hợp này mình có thể nối âm được. Nếu mà cái phát âm phụ âm cuối nối âm đằng chữ đằng sau thì chúng ta có thể đọc như thế nào được nhỉ? Hàn Cụ nối âm đi khó, hiểu chưa? Ok, thế nên cái đáp án của câu số 1 là Hàn Cụ Cọ. Ok, các bạn hiểu chưa? Có phụ âm cuối rồi, với cả chữ đằng sau có âm cung như thế này. Thì khi đọc từ vùng này nhá, mình phải nối âm kiểu Hàn Cụ Cọ. Ok, các bạn hiểu chưa? Tôi lấy ví dụ một cái nữa nhé. Chà các bạn ơi, tiếng không phải tiếng đâu, nước Đức là gì nhỉ? Đức Đức là viết như thế này đúng không? Nhưng mà cái này phải đọc như thế nào? Thù kỳ, thù kỳ. Tại sao nhỉ? Từ này cũng là phải theo nối âm. Chà xem này nhé, ở đây có phụ âm cuối rồi đúng không nào? Và chữ đằng sau có âm cung như thế này. Thế nên có thể nối âm được. Ok, các bạn bây giờ thử đọc từ này đi. Nối âm thì thu. Đúng rồi, thu kill. Thu kill. Ok, các bạn hiểu chưa? Ok, đó là lý do câu số 1. Đáp án là Hangu Go. Ok, chúng ta xem câu số 2 nhé. Thì đầu tiên các bạn xem từ này đi. Là từ này đọc như thế nào? Ok, các bạn nghe phát âm của thử nhé. Bangmulgwan. Bangmulgwan là gì nhỉ? Bảo tàng đúng không nào? Dạ, bây giờ thầy giải thích cái quy tắc phát âm cách đọc từ vựng tiếng Hàn như thế nào nhé. Dạ, các bạn xem cái này đi. Đó là quy tắc tiếng Hàn ấy, thế nên không có cách nào khác, các bạn phải học thuộc hết đi. Chả thầy giải thích nhé. Nếu mà chữ đầu tiên có 5 cái phụ âm cuối như thế này, với cả chữ tiếp theo có chữ gì nhỉ? Ni ơn. Với cả mi ưm. Chỉ một trường hợp này thôi. Chữ đầu tiên có 5 cái phụ âm cuối kia, sang giọt kiệt và kiệt siêu liên kiệt, với cả chữ tiếp theo niên miêu
thì nó tất cả phát âm thay đổi đều như ừng ừng yên như thế. Thế nên các bạn xem từ 박물관 đi. Ở chữ đầu tiên có phụ âm cuối ký ức rồi này. Chữ tiếp theo gì nhỉ? Mi âm. Giống như ký tắc bên dưới đúng không? Thế nên phát âm là 박물관. 박물관. Phát âm yên đúng không? Thế nên đáp án là xe. Xe. Ok. Đó là phát âm quy tắc tiếng Hàn đấy. Thế nên không còn cách nào khác, các bạn cứ học thuộc thì được. Ok, các bạn hiểu chưa? Ok, chúng ta xem câu số 3 nhé. Câu nào sau đây có cách viết giãn cách đúng? Ok, nếu mà người ta hỏi cách viết giãn cách tiếng Hàn như thế nào thì các bạn phải để ý gì nhỉ? Phải để ý ngữ pháp. Ok, chào đầu tiên các bạn nhớ lại đi nhé. Đứng sau chủ ngữ tiếng Hàn nhất định phải thêm cái gì nhỉ? Thêm ưn nư nì ga đúng không nào? Chủ ngữ thêm ưn này, nư này, y này, với cả kha đúng không? Đứng sau chủ ngữ thì với cả nhất định phải cách. Ok, các bạn biết cái này đúng không? Với cả chúng ta để ý một ngữ pháp nữa là gì nhỉ? Ở đi e, gada, uda, nagada, drogada. Các bạn biết ngữ pháp này đúng không? Là gì nhỉ? Di chuyển đến nơi, đi đâu, đi đến ở đâu, di chuyển đến chỗ nào, đúng không nào? Nếu mà các bạn ý học thuộc cấu trúc này, thì đương nhiên biết chỗ nào mình phải cách đúng không? Đó. Thế nên chúng ta để ý cái này. Đầu tiên chủ ngữ phải cách, chủ ngữ chỗ nào chủ ngữ cách nhỉ? Chỗ này này đúng không? Với cả địa điểm e cách thứ đó cả ta. Thế nên đáp án là về luôn. Ok, cái này dễ đúng không? Ok, thầy nhắc lại nhé, nếu mà câu hỏi nào hỏi về cách viết giãn cách như thế nào thì các bạn phải để ý ngữ pháp đi. Để đầu tiên chúng đứng sau chủ ngữ thì nhất định phải cách đi. Vậy cả các bạn cứ để ý theo ngữ pháp các bạn đã học. Ok, chúng ta xem câu số 4 đến 12 nhé. Chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu sau. Ok, câu số 4. 뭐뭐을 보러 극장에 갑니다. Các bạn ơi, từ vùng극장 là gì nhỉ?극장. Các bạn đã học thuộc như thế nào?극장 là rạp chiếu phim. Nhưng mà thầy nghĩ là cái này sai. Tại sao nhỉ? Các bạn như các bạn biết từ vùng rạp chiếu phim là gì nhỉ? Là dòng hòa quan đúng không nào? Thế nhưng mà tại sao trong sách nó bảo cứ khức chăng là rạp chiếu phim nhỉ? Thật ra nhé, cái từ vùng khức chăng là nhà kịch, nhà kịch. Khức là diễn kịch, chăng là trang số, nơi địa điểm. Nên khức chăng gọi là nhà kịch chứ không phải rạp chiếu phim đâu. Nhưng mà người xưa bên Hàn Quốc ấy, người xưa không có rạp chiếu phim. Thế nên ở nhà kịch và diễn kịch và chiếu phim nữa. Thế nên gọi là rạp chiếu phim. Nhưng mà hiện tại thì hai chỗ tất cả tách ra hết rồi. Thế nên khức chăng là nhà diễn kịch thôi. Thế thì rạp chiếu phim gọi là dòng hòa quan đúng không nào? Nhưng mà thầy nghĩ chắc là câu số 4 thì đối xử cái từ khức chăng như kiểu rạp chiếu phim. Thế nên chúng ta cứ dịch nhé. Chúng ta đi đến rạp chiếu phim để xem cái gì nhỉ? Để xem cái gì? Số 1 공부 là học tập. Số 2 영화 hoa là phim. C là tập thể dục. D là shopping, mua sắm. Chúng ta đi rạp chiếu phim để làm gì? Để xem phim đúng không nào? Thế nên đáp án là B. Cái này đơn giản đúng không? Ok, chúng ta xem câu số 5 tiếp nhé. 비가 오니까 을을 가져가세요. 자, 각 번호에 비가 오다 là gì nhỉ? 비가 오다 là mưa, đúng không nào? 니까 là ư니까, ngữ pháp vì nên, vì mưa. Thế nên, 가져가세요. Ok, 세요 là ngữ pháp hãy này. 가져가다 là mang đi. À, các bạn nghĩ đi,
vì mưa thế nên hãy mang cái gì nhỉ, mang đi gì nhỉ, ô đúng không nào, ô ở đâu nhỉ, xe, u sang, u sang, ok, câu a anh dùng là kính, pen là thư, viết thư, bullpen là bút, ok, và câu số 5 đáp án là xe, thế dễ đúng không? Giờ chúng ta xem câu số 6 nhé. Su Jin Si의 남동생은 그림을 잘 번번번. 자, Su Jin Si의 남동생, 남동생라, 남동생라, em trai. 어이구 어이구 어이구. 너도 오케이. em trai của Su Jin. 그림라 선녀, 그림라 bức tranh, 잘라 giỏi. 얘는 bức tranh giỏi. Chắc là vẽ đúng không? À, nó vẽ bức tranh giỏi. Thế nên đáp án là ô bê, 그려요. Chà, các bạn nghĩ đi nhé. Cái 그려요 nguyên thể là gì nhé? 그리다. 그리다. 그리다 là vẽ đúng không? Thì cái từ 그리다 chia ao요 thì nó chia 그려요. Như thế. Ok. Chà, đầu tiên 길러요 là gì? Nguyên thể là 기르다, 기르다 là nuôi. 끝나요, nguyên thể là gì? 끝나다, kết thúc. Câu đề 걸려요 là gì? 걸리다, 걸리다, mất thời gian. Ok, nên đáp án là B. Ok, tiếp theo câu số 7. 남신은 끊임없는 노력으로 자기의 꿈을 번번번. Chà, thật ra nhé, cái này thì không phải bỏ hỏi về ngữ pháp đâu. Các bạn phải học thuộc một từ vựng là gì nhỉ? 꿈을 이루다, 꿈을 이루다, 꿈을 이루다. 꿈 là gì nhỉ? 꿈 là ước mơ, 이루다 là đạt được. Ok, thế nên các bạn cứ học thuộc như kiểu một cục đi, 꿈을 이루다. Đạt được ước mơ, thực hiện ước mơ của mình. Ok. Thầy cứ gì câu số 7 nhé. 남신은 끊임없는 노력으로. 노력 là gì nhỉ? Nỗ lực này. 끊임없다. Cái này tương tự ý là계속, cứ tiếp tục, tiếp tục. À, bạn nam ấy cứ nỗ lực tiếp tục, tiếp tục. Thế nên cuối cùng ấy đạt được ước mơ của nó. Ok. Chà, số 1, 포기하다 là gì? Từ bỏ. Xe 봉사하다 là gì nhỉ? Hoạt động tình nguyện. Tình nguyện. Ok. Câu đề 가르치다. À, dạy học. Mà dạy tiếng Hàn nhỉ? Đáp án là B. Chà, câu 8 nhá. 요즘 단풍이 vân vân. 친구와 같이 등산하려고 해요. Chà, 단풍 là gì nhỉ? 단풍. Thánh phung là lá phong, là lá phong, lá phong ý. Lá phong thế nào? Thế nên nó điều heo định leo núi cùng với bạn. Dạo này lá phong thế nào mà nó định thì leo núi cùng với bạn nhỉ? Rất là đẹp. Ok, đáp án là đê này, đê, đê. Aromthawa so, so là gì nhỉ? Vì nên nhỉ? Vì đẹp, thế nên nó định làm gì? Ok. Chà, câu A, 시끄러워서, 시끄럽다, 오나오. Câu B, 복잡해서, 복잡하다, phức tạp. Câu C, 시원해서, 시원하다, mát mẻ. Đó, ok. Chà, tiếp tục câu số 9 nhé. 우리 반 두, 친구들은, các bạn cùng lớp mình ý, 똑똑하면서, ok. Các bạn xem câu chung này, 이 면서, 면서 là gì nhỉ? 면서 là vừa vừa요, vừa xinh, vừa thông minh, kiểu như thế. Nên 똑똑하다, câu anh ạ, cái từ vùng đằng trước, 면서 똑똑하다 là gì? Thông minh, thông minh, tích cực. Thế nên đằng sau vừa cũng là xuất hiện tích cực chứ, vừa thông minh, vừa xinh, vừa thông minh, vừa đẹp trai, kiểu như thế. Tích cực, tích cực. Thế nên chúng ta xem từ nào có ý nghĩa tích cực nhé. Câu A, 복잡하다, phức tạp, phức tạp, phức tạp. Câu B, 약하다, yếu. Câu C, 피곤하다, mệt mỏi.
cô đấy chắc là hiền lành. Thế thế nên đáp án là gì nhau? Đương nhiên đáp án là đề đề biểu. Ok, hợp cùng với thầy rất là dễ đúng không, dễ hiểu đúng không? Ok ok, câu số 10 nhé. Khương 씨는 지금 수업 중이에요. Chà, các bạn ơi, 중이다 là gì? 중이다 là đang làm gì đúng không? Giống như kiểu tương tự, giống như ngữ pháp cố ta đang làm gì. Thế nên Khương 씨 bây giờ đang học, đang lên lớp rồi. Thế nên 기다리세요, 기다리다, chờ đợi. Câu A, 아주 là rất. Câu B, 너무 cũng là rất quá. Nhưng mà cái từ vựng 아주 và 너무 khác nhau như thế nào nhỉ? 아주 với cả 너무 tất cả đều ý nghĩa rất hay là quá. Nhưng mà 아주 thì chỉ sử dụng trong trường hợp tích cực thôi, 너무 thì tiêu cực. Ví dụ 너무 아파요, đau quá. 너무 힘들어요, mệt quá. Trường hợp tiêu cực sử dụng 너무 nhé. Ok. Tiếp theo C là 잠깐. 잠깐 là một chút, đợi một chút. Với cả thế D, 바로 là gì? 바로 là ngay luôn đi. Thế nên đáp án là gì nhỉ? Đáp án là C đúng không? Đâu rồi nhỉ? C. Thế nên đáp án là C. 잠깐 기다리세요, đợi một chút đi ạ. Ok. Thế nên đáp án là gì nhỉ? Đáp án là C đúng không nào? 잠깐 기다리세요, đợi một chút đi. Ok. Câu 11, số 11.